Việt Nam đã có những bước thay đổi đáng kể trong 20 năm trở lại đây, đặc biệt là trong ngành công nghệ thông tin. Ngày nay, chúng ta đã có một nguồn nhân lực dồi dào và tài năng. Với chính sách phát triển và thu hút nguồn nhân lực, TMA đã kêu gọi được hơn 1.800 nhân tài về làm việc, cống hiến không chỉ cho sự phát triển của công ty nói riêng, mà còn là ngành công nghệ thông tin Việt Nam nói chung và thôi thúc bản thân nhân viên phát triển. Họ là những con người trẻ và tràn đầy năng lượng, luôn sẵn sàng đối mặt với muôn vàn thách thức. Đó là yếu tố quan trọng để TMA có thể thấu hiểu được nền văn hóa của nhiều quốc gia khác nhau. Bởi khách hàng của TMA đến từ Mỹ, các quốc gia phương Tây, từ Úc, từ Nhật Bản. TMA là công ty quốc tế và chúng tôi phải thích nghi với nhiều phong cách làm việc khác nhau. Đến nay, TMA đã trở thành công ty gia công phần mềm lớn thứ hai Việt Nam và lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2002, dù TMA chưa có tới 200 kỹ sư nhưng đã được hãng tư vấn độc lập Mỹ Aberdeen nêu tên trong bản báo cáo gia công phần mềm xuất khẩu các trường hợp tốt nhất. Đây là lần đầu tiên một công ty phần mềm Việt Nam lọt vào danh sách 15 công ty gia công phần mềm tốt nhất thế giới, đứng cạnh các tập đoàn gia công phần mềm hàng đầu. Hàng ngày, chúng tôi đều cố gắng tập trung vào chất lượng, vào khách hàng và vào các nhân viên yêu quý. Với mục tiêu tăng cường sự hài lòng của khách hàng và của nhân viên, năm 2015 là một năm chuyển giao và phát triển mạnh mẽ của TMA qua phong trào Transformation. Tham gia TMA, các nhân viên đều đã như chung một nhà. Ngoài công việc, họ có thể cùng nhau tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa như bóng chuyền, cầu lông, văn nghệ, yoga, nhằm thư giãn sau giờ làm việc và thỏa mãn niềm đam mê của mình. Ngoài ra, TMA còn có các quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hoặc nhân viên chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. TMA luôn cố gắng trở thành gia đình thứ hai, nơi mà các thành viên có thể trao đổi và nói lên suy nghĩ của mình. Qua đó, mọi cá nhân, tập thể và gia đình TMA sẽ luôn phát triển vững mạnh,